Quý em mình có làm clip này quý em, mình có làm mấy cái clip về quấn cái thân này quý em, quấn cái thân cây này, quấn cái thân này bảo vệ. Thì anh em có xem á thì quấn lại anh em ha, quấn. Thì anh em có xem một số cái cây mình quấn là quý em ha, ra mình lọc nè. Thì anh em mình hỏi hôm nay làm video clip trả lời cho quý em ha, trả lời quý em nhắn tin vô Zalo hỏi thì mình trả lời ha. Thì sao phải quấn như vậy ha? Quấn vậy có tác dụng gì và anh em có nên làm hay không, thì hôm nay mình chia sẻ với anh em ha. Thì cái cách quấn này á, xin chào với anh em yêu mến kênh Bonsai Bia. Anh em có nhu cầu giao lưu tư vấn mua bán các loại hải châu, liên hệ về Bonsai Bia cái số điện thoại Zalo 0932411957. Cái cánh sen đẹp với anh em. Rồi vậy anh em ha, giờ là mình nhìn cái này. Dòng này dòng cánh sen nha quý anh em, siêu siêu rí cánh sen, hạt dưa rất đẹp đây. Rồi anh em nhìn nè ha, thì cái này á là một cái thân cây, nó là một cái rễ rất là quái. Vì sao gọi là rễ quái? Cái này nó là rễ độc quý anh em. Rễ độc có nghĩa là nó chỉ có một cái rễ duy nhất thôi quý anh em, mới đi xuống tới đây. Rồi mình lấy mình trồng thì nó may mắn thì nó được sống khỏe, nó sống tốt. Đó, như vậy thì rất là may mắn anh em ha. Thì cái này thì đó là sự may mắn thôi, chứ nó hầu như nó rất là khó sống. Rồi và cái nó chỉ có một cái đoạn rễ hoặc là hai ba cái rễ dưới đây thôi, xíu dưới này nó ra, thì những cái đoạn rễ đó nó không đủ dẫn mạch để nó nuôi toàn bộ những cái mạch trên này. Và những cái hiện tượng đó thì ưa dẫn đến một cái vấn đề, đó là bỏ mạch. Đây, ví dụ như đây đây nè quý anh em, đây thì mình làm là không nói nha quý anh em, chứ nếu mà đây rễ ít thì nó sẽ bỏ nguyên cái mạch đi luôn anh em ha. Cái chỗ này thì ở thiên nhiên nó khô rồi, mình nói rồi, chứ mình nếu mà về nhà mình á, mình nếu mà mình làm gì á thì nó sẽ bỏ mạch, ví dụ vậy anh em ha. Tại sao mình phải để canh nè, để canh để giữ mạch cho nó nha, lưu ý ha. Đó thì rễ nó ít, nó chỉ nuôi một phần nào đó, một bên, hoặc là nó nuôi hai bên, hoặc là nó nuôi ba bên thôi, chứ nó không nuôi đủ bốn bên, năm bên, sáu bên, ví dụ vậy. Hay là nó nuôi hết tất cả các mặt thì nó rất là dễ bỏ. Thì khi nó bỏ thì cây của chúng ta coi như vứt chi là gì nữa quý anh em, mất giá trị anh em ha. Đấy, nên mình phải quấn cái này, cái này thì nó là bịt bóng anh em, bịt bóng, bịt ni lông, anh em muốn dùng cái gì cũng được hết, anh em nào muốn thì làm theo ha, nó rất là an toàn. Đây, quấn như vậy quý anh em ha. Cái mùa lạnh á thì chúng ta quấn. Mùa lạnh thì gió đông bắc nó rất là lạnh nha quý anh em, nó thổi ghê lắm quý anh em. Đấy, thì mình quấn vào nó chịu xấu một chút, nhưng mà nó sẽ giữ được cái độ ẩm của cây và khô da. Và mùa hè á, thì cái phần này khi mình tưới nước cho anh em theo, nó đọng nước lại trong này là anh em, nó cũng sẽ giữ được cái độ ẩm cho cái phần da này, không có làm cho da bị dợp và khô. Đó quý anh em, cái kỹ thuật này ít anh em chia sẻ. Đấy, ít anh em chia sẻ thì anh em hỏi quá thì mình làm clip mình chia sẻ quý anh em luôn, chứ không giấu giếm anh em ha. Đó. Rồi đặc biệt trong cái quá trình trồng phôi á, người ta ưa quấn cái cách này để ta giữ mạch, giữ da cho cây. Thì cây thành phẩm cũng vậy, cây phôi cũng vậy, cây bán thành phẩm cũng vậy, anh em làm cái cách này thì nó sẽ rất hiệu quả nha quý anh em. Đấy. Thì anh em á, để mà hạn chế cái việc mà sợ nấm mốc đó, ẩm quá nó làm nấm mốc ở trong cái phần này, thì anh em mình dùng cái siran kim, anh em mình cứ cách khoảng 15-20 bữa anh em mình pha một ít Atonit loãng, bởi vì Atonit nó sẽ có cái hàm lượng dược khuẩn rất cao, không phải NBM giống với anh em, Atonit thôi. Anh em bơm nhẹ vào đây để nó chảy vào trong cái thân này để nó dược khuẩn trong thân này nha quý anh em, chứ không dùng các loại thuốc từ sau nha. Đấy, mình chỉ dùng Atonit thôi. Thứ nhất là nó sẽ làm cho cái cây này nó rất là mát, và cái hai nó cái khả năng nó dược khuẩn rất là tốt anh em ha. Nó hàm lượng dược khuẩn nó rất là nhẹ thôi quý anh em, nó không phải như mấy cái thuốc từ sau hoặc là cái rùa thuốc nấm thì dược khuẩn rất mạnh, nó hư dê hết. Đấy đó. Thì đấy, thì anh em mình quấn và chia như thế này, quấn và chia như thế này. Đấy. Đó. Thì anh em biết sao không, có số anh em thì người ta tụ vải lên cũng được thôi, nhưng mà nó nấm mốc cũng nhiều lắm, anh em mình phải phun thuốc trừ nấm, hoặc là anh em mình phê thuốc Atonit, anh em mình tưới lên thân xuống để nó dược nấm, nói chung là nó cũng rắc rối đó.
nên là thôi anh em mình cứ dùng cái cách quấn cái bịch này. Rất nhất là cái bịch này anh em mình dễ kiểm soát, anh em mình nhìn được ha. Bởi vì là cái độ ẩm của nó sẽ giữ trong vòng một ngày, có nghĩa là anh em mình khi buổi sáng anh em mình tưới nước đó, thì độ ẩm nó sẽ giữ nguyên tới buổi chiều nó mới khô lại hết anh em ha. Thì vậy là cây của mình nó sẽ sống ok hết anh em thấy không? Một cái cây rất là yếu ớt mà cái cành nó sống, nó yếu ớt đến nỗi mình phải sợ mình phải chia đế lên để cho nó giữ cái cây anh em ha. Nhấn chia đế vô, nâng đế lên giữ lại cái cây, lắp nguyên cái chậu luôn để giữ được cái cây như thế này. Thì nên hỏi rễ nó đủ bao nhiêu mà để nó nuôi lực cái cây tốt như thế này. Đấy. Thì chúng ta phải làm những cái biện pháp như vậy đó để chúng ta tránh những cái trường hợp nó sẽ bị chết một bên bỏ một bên. Thì làm cái trường hợp này để tránh chết như vậy thôi. Và cái cách làm thì anh em có rất là nhiều cách, anh em cứ tham khảo ha. Thì mình chia sẻ, anh em hỏi thì mình chia sẻ. Cảm ơn quý anh em nhu cầu tư vấn giao lưu các loại hạt châu liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 với quý anh em. Mấy dòng hàng đảo với quý anh em rất là hiếm. Hiện tại bây giờ thì số anh em ta giữ vườn thôi, ít khi người ta giao lưu, anh em có giao lưu giá cũng rất là cao. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Chúc quý anh em một buổi chiều vui vẻ nha.